Sâu xa quá. Vâng, và chúng ta sẽ quên cái câu chuyện của Ấn Độ này đi khi quay trở lại với ván thi đấu thứ hai. Trận đấu diễn ra giữa Việt Nam và Ấn Độ trong ván thi đấu thứ hai, kèo đấu sẽ quyết định ai sẽ là người bước chân tiếp theo vào bán kết. Thật ra thì câu trả lời cũng dễ dàng thôi. Cái quan trọng diễn biến của cái ván đấu này sẽ diễn ra như nào. Vừa rồi là màn ghé thăm hơi sớm đến từ Đỗ Duy Khánh, người chơi đi rừng đến từ bên phía của Việt Nam. Lúc này đây thì không có cái nhiều cái ý định gọi là di chuyển cùng nhau và lấn sang phần rừng bên phía của đội bạn. Nên cần thấy loanh quanh khác không có á. Thật lại loanh quanh loa qua. Khác. Hôm qua là còn tốc biến lao lên móc mổng các thứ. Ngày hôm nay thì chả thấy cái móc gì cả. Trận Đài Loan với Malaysia hủy rồi hả? Hình như là người ta không chiếu sóng trận đấy hay sao ấy. Thôi thì mình cứ biết trận này đi đã. Thì đúng. Trận đấy thì chúng tôi đang không hiểu lắm bụi trồng bụi là như thế nào. Rồi. Và sau thì bụi trồng bụi thì nó rậm hơn các cái bụi bình thường thôi. Đó là lao vào tới từ bên phía Ấn, nó móc mỏ neo để tính kéo được vào cái xa. Nhưng mà tại sao lại không móc vào cái con Leona? Có phải dễ hơn không? Tiếp tục là một mạng rồi. Bắn rất đau vào người của Midfortune. Tuy nhiên thì gian chắn tới từ con Nautilus này khiến cho ui đường này đánh không làm choáng. Tiếp tục tới từ Ivan. Cố nhưng mà hình như là nhấp nhả không được tốt lắm tới từ Ấn Độ rồi. Một tình huống lý cố và lại một lần nữa họ phải mất thêm một người. Đã là bộ đôi buồn xanh bùa đỏ và người của cái sai ui dẫm nhảy tên là lao phẳng vào đầu luôn à. Cũng hơi ghê nhưng cũng không mang lại quá nhiều hiệu quả cho lắm về mặt sát thương tại điểm hiện tại của bài Tristana. Ôi, như vậy là combat luôn. Cổ vũ Việt Nam có 3 ván. Anh cần view. Đã có một cái tình huống dịch chuyển lên trên tới từ N'Golo Kanté rồi. Khả năng sẽ là cố gắng thu hồi bóng trong tình huống này. Và Jack đã nhảy về với quái rồi nhưng Ivan đang đi ra và bây giờ chỉ cố gắng làm chói chính xác lao thẳng vào hất lên đẩy về một chút được không. Quyết định đã đẩy ngược lại nhưng mà con Jack đã nhảy lên cố gắng làm choá khả năng sẽ là chết vào bạn của Jack trong tình huống này chạy hộ ạ. 3-1 cho nhiều Việt Nam, di chuyển chính xác tới từ Ivan. Chỉ một điều đáng tiếc duy nhất là không có mạng để cho N'Golo Kanté thôi. Còn đồng mạng của Ivan Winter cũng được. Đây cũng một dạng đi rừng để hỗ trợ, nó có mạng ma vong vách đồ đi để mà hỗ trợ các đường khác. Ok, chúng tôi chấp nhận điều đấy. Và sau đó mà tình huống cũng tranh thủ tiện đường công tác ta lại cướp trên dàn mướp luôn. Và đây một tình huống thiên đình kiếm trúng vào đầu của Midfortune. Lao lên dồn sát thương nào, sát thương là đủ để tiện cho người chơi xạ thủ đến từ bên phía Ấn Độ lên bảng. Nhưng mà chiến đấu chưa dừng lại khi mà di chuyển vào cố gắng để gây đa bậc. Ui, lôi phạt vào hóa dạng búa vào chút. Bắn đấy bạn đối phương đi vào bụi không làm sao cả được chứ. Nhầm tên ấy, đúng tên của nó là sứ giả thế nứt em ạ. Có vẻ thì sẽ là đánh nhau ở đây thì cờ Sante mất hơi nhiều máu và lao vào tới từ Sejuani nhưng có vẻ là không được rồi, kéo thẳng vào và kết liễu luôn mạng của cờ Sante. Lợi thế về người nhưng bắn hơi đầu từ vị trí người chơi đường giữa của Việt Nam, họ sẽ lấy đi cho mình con sứ giả này. Thậm chí là Sejuani cũng nằm lại, thiên định kiếm trúng vào người ít máu. Câu sấm đó là triple kill dành cho JC hay chỉ là double kill thôi, chắc là double kill thôi. Bây giờ sẽ là triple kill. Xuồng bình luận viên nó lại còn kiêm cả thầy bói biết cả tương lai nữa. Nhưng mà cái quả vừa rồi phải công nhận là người chơi hỗ trợ bên phía của Việt Nam có cái gì ạ? Thái Dương hạ sang. Đúng rồi, Thái Dương hạ sang rất chính xác. Một tình huống ở trong chuyện Ali Mae nó gọi là tình huống thiên xin hăng em ạ. Em biết nhân vật thiên xin hăng mắt ở giữa và đầu chặt. Đúng rồi, mắt ở giữa đấy. Ở trên trời cũng có một cái ông mắt ở giữa đấy ông gì nữa. Nhiều thượng đế quá chả biết. Không, cái ốc sứ giả cái nó đã hút vào trụ thứ hai của đường giữa. Nhưng mà trong một tuần này máu phải hơi vất vả thì ôi lao vào và ui sử dụng cho mình đó là mưa đại bác rồi shut down thành công. Nhưng mạng cũng tiếp theo là dành cho xạ thủ đến từ bên phía của Việt Nam, đó là quân bài cai xả lấy chủ và bắt đầu ý định lao vào mỏ neo để có thể chạy về. Nhưng chạy ở đây thì có vẻ không được về đến nơi tới được đến trốn, rất đau khổ. 19 mạng hạ gục và thậm chí là các thành viên của Việt Nam đang có ý định lấy cho mình cái trụ bậc thềm đầu tiên của bên phía Ấn Độ. Đây là cái trụ bậc thềm đường giữa mới chỉ không đi về từ từ thôi. 13 đánh chậm lại một chút thì sao, các ông ấy cứ kiểu thì quen tay rồi thấy thịt được ở trên là cứ làm đi làm lại thôi. Rồi lấy được một đường sau khi mà đang phải cử khá nhiều nhân sự lên đường trên để móc máy con bài Kasante kìa. Bây giờ thả luôn Daisy, ô lấy trụ luôn à, hình như đang chạy KPI là về tốc độ kết thúc trận đấu hay sao ấy. Thôi là có thể bình tĩnh hơn được tí, người ta có bài đánh chậm thôi, thì bây giờ thì phải đánh chậm thôi à? Bây giờ lao lên giết bớt một vài người của Việt Nam để cho nó chậm lại được không ạ? Sao
thế, người ta đang cần view mà. Ôi không rồi, bóc bò neo trượt lao vào thiên định kiếm cũng có vẻ như là trượt nốt rồi thì phải. Những tình huống bóc rất đau từ những cú bắn cầu sấm cùng với đó là tia truy kích quyết định là end luôn thì phải. Ui tiếp tục là chúng rồi, về hồi máu đi bạn Nautilus ơi. Trông bạn có vẻ là không được khỏe lắm đâu. Vâng, sử dụng cho mình bão để có thể cờ lia lính là choáng bồ la bàn đánh nó. Nhưng được hay không đây, lượng đam là rất nhiều. Một tình huống Nautilus đã hạ được đi một số cái lượng choáng choáng. Và có thêm cả một người đã phải nằm lại với những hát bắn tới từ trụ. Nhưng liệu có làm được không? Kai'Sa vẫn đang cố gắng ăn mạng cuối cùng. Lâu beta được không đây? Nào, mới chỉ giữa quad ra và chỉ là A mà thôi. Và sẽ phải mất thêm thời gian dọn lính trong tình huống này trước khi quay trở lại và kết thúc ván đấu. Có ai kịp sống lại và làm gì đó không? 15 phút có khi có 7 giây. Một mình vẫn đau tin lớn. 7 giây. Lao vào. Hơi tự hủy tí. Tốc biến đánh choáng vào đó là một mạng. 1.000 vàng. Tuyệt vời. Đi về nhé. Chista này mà nhảy thì còn biết cái gì nữa đâu. Nhìn bây giờ 8.5 thì nhìn có con dây kia là trông chán lắm rồi. Có vẻ là lại vẫn vội rồi, vẫn cứ dồn người lên giữa thôi. Gì phải ăn những cái mục tiêu, hay là một cái gì khác cả, đổi dạng búa và lôi phạt vào đối phương. Và đó là một tình huống thì rất chính xác tới từ Leona, kết liễu luôn vào Fiora. À không phải Fiora, đây là con Beat Fortune. Quên mất đấy, nhầm một chút. Và bây giờ sẽ tiến vào trong cùng với sự chênh lệch lúc này đã là 14 mạng rồi. Nautilus ơi, bạn có bị đi nhầm hướng không nhỉ? Có lẽ là không đâu, khi mà tiếp tục là một người nữa phải nằm là Ivan. Một máu nhưng Ivan sẽ không chết đâu. Toàn bộ thành viên của các người chơi bên phía Ấn Độ sẽ phải nằm xuống một lần nữa là quét sạch cho Việt Nam. 25-9, chiến thắng thuyết phục 2-0.